Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to... Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Võ Thuật Mạnh Anh Thịnh. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì hãy vui lòng nhấn nút đăng ký và nhấn nút thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào liên quan đến võ thuật cổ truyền Việt Nam. Cũng như nếu các bạn thấy video bổ ích, hãy nhấn nút chia sẻ để cho mọi người cùng xem nhé. Ở video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn các kỹ thuật cơ bản về tấn pháp trong võ cổ truyền Việt Nam. Thì ở video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn phần 2 để các bạn nắm rõ hơn và để áp dụng trong quyền thuật được tốt hơn nha các bạn. Để tránh trường hợp các bạn quên thì hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại một tí nha. Động tác đầu tiên chúng ta sẽ đứng tư thế nghiêm. Ở tư thế nghiêm này chúng ta sẽ để hai gót chân chạm vào nhau, hai mũi chân mở ra hình chữ V và hai tay áp sát vào người. Lưu ý khi đứng tư thế nghiêm thì mắt chúng ta sẽ nhìn thẳng, lưng thẳng. Động tác số 1, lập tức. Ở tư thế lập tấn, chúng ta sẽ đưa hai tay sang vai và đưa về phía trước. Sau đó chúng ta sẽ cuốn tay lại và kéo về hông. Lưng thẳng, mắt nhìn về trước. Chân đứng tư thế nghiêm. Động tác số 2 là miêu tấn. Ở cái miêu tấn này, chúng ta sẽ chùng đầu gối xuống. Giữ cho góc đùi và cẳng chân vuông góc 90 độ, mắt nhìn thẳng. Hai đầu gối chạm sát vào nhau. Động tác số 3, bước chân trái ra, trung bình tấn. Nếu mà chúng ta bước chân trái ra thì là trung bình tấn trái, còn nếu mà chúng ta bước chân phải ra thì là trung bình tấn phải nha các bạn. Chú ý cho đó nha. Rồi, ở trung bình tấn này thì hai mũi chân sẽ hướng về phía trước. Ha, đầu gối mở rộng, lưng thẳng, mắt nhìn về trước, tránh trường hợp là khum người như thế này nha các bạn. Chúng ta sẽ không có khum người như thế này. Nha, lưng sẽ thẳng lên. Lưng thẳng. Đùi và cẳng chân vuông góc, hai mũi chân hướng về trước và tay nắm anh hông. Động tác số 4, đinh tấn. Đinh tấn, đùi và cẳng chân vuông góc, chân sau thẳng. Mũi chân sau hướng về trước và mắt nhìn về trước. Tay nắm anh hông. Động tác số 5, âm dương tấn. Âm dương tấn này nó giống như là trung bình tấn nhưng mà mình sẽ mở một chân ra. Đó, rồi là đổ người sau. Là âm dương tấn, lưng thẳng. Tiếp tục. Đang đứng âm dương tấn, chúng ta sẽ chuyển qua chảo ma tấn. Chảo ma tấn thì chúng ta sẽ bước từ âm dương tấn lên. Hai bàn chân chúng ta sẽ để vuông góc. Và sau đó chúng ta sẽ nhón chân, hai tay nắm lên, mắt nhìn thẳng về trước. Trọng tâm cơ thể đổ vào chân sau. 7 là xà tấn. Chúng ta đang đứng chào ma tấn. Động tác số 7 là xà tấn thì chúng ta sẽ đặt cái chân nằm ngang. Đặt chân trước nằm ngang và bắt chéo như sau lên. Đây là xà tấn thuận. Xà tấn thuận thì chúng ta sẽ bỏ chân về phía trước. Một lát nữa sẽ có một động tác là xà tấn nghịch thì chúng ta sẽ bỏ chân ra sau. Xà tấn thuận thì chân trước chúng ta sẽ nằm ngang. Chân sau hơi nhón tự nhiên. Hai đầu gối chạm vào nhau, mắt nhìn về trước. Vai chúng ta sẽ nằm song song với nằm vuông góc với mặt phẳng trước. Đó, xà tấn. Tiếp theo là kim kê tấn. Đang đứng đọc xà tấn, xin lỗi, đang đứng xà tấn. Chúng ta sẽ co chân phải lên. Chú ý là đầu gối chúng ta sẽ xéo 45 độ. Chúng ta sẽ không để thẳng về phía trước như thế này. Để xéo 45 độ. Gối cao hơn hông và mũi chân sẽ co lên. Kim kê tấn. Rồi, tiếp theo là động tác hạt tấn. Cũng tương tự như kim kê tấn thôi. Hạt tấn thì chúng ta sẽ duỗi mũi chân xuống. Đó. Ok, thì đó là những cái bộ tấn ở phần 1. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục những cái bộ tấn ở phần 2. Chúng ta chỉ còn vài bộ tấn thôi, rất là đơn giản. Ha. Mình sẽ cố gắng đi thật là chậm để cho các bạn dễ nắm bắt ha. Và nếu có và trong quá trình tập có thắc mắc gì các bạn cứ comment với phần comment cho mình. Thì mình sẽ làm video để hướng dẫn cho các bạn kỹ hơn.
Rồi, tiếp tục phần 2 của ngày hôm nay. Hạt lớn thì chúng ta sẽ đặt gối quỳ xuống là tọa bàn tấn. Tọa bàn tấn, mũi chân chúng ta duỗi thẳng. Chú ý là đầu gối và gót chân sẽ nằm hàng ngang với nhau. Chúng ta sẽ ngồi lên, mong chúng ta sẽ ngồi lên nửa gót chân đó, đầu gối và gót chân trái là phải nằm bằng nha, không chúng ta không để về nha là sai nha, cũng không có ngồi như vậy, chú ý là không ngồi về và cũng không để như vậy ha. Rồi tiếp theo là tọa quy tấn thì tương tự như tọa bàn tấn, nhưng mà chúng ta sẽ ngồi lên cái mũi chân luôn đó, ngồi lên mũi chân luôn và tương tự cẳng chân thẳng, không có mở ra như vậy ha, thẳng rồi thẳng đó, đầu gối và gót chân là bằng nhau, chúng ta sẽ không thụt cái chân này về sau như thế này, mà chúng ta cũng không bỏ về trước nha, nói chung là bỏ về trước là nó sẽ rất là xấu. Rồi tiếp theo là tọa, đây là tọa quy tấn rồi, tiếp theo sẽ là quy tấn. Quy tấn hay rồi quỳ tấn, chúng ta quỳ một chân này đó, quỳ tấn đó, vuông góc mắt nhìn thẳng về trước. Rồi đang đứng tư thế quy tấn, chúng ta sẽ mở đầu gối như sau lên, gọi là hạ mã tấn ha, chân sau nhón, chân trước thẳng, ngồi lên chân sau, hạ là thấp, giống như chạo mã tấn nhưng mà đây là đứng chạo mã nhưng mà thấp hơn thì gọi là hạ mã tấn. Tiếp theo đẩy đầu gối lên, đây là hổ tấn. Hạ mã tấn thì có trong bài Thanh Long Lộc Kiếm ha, còn bài động tác này là hổ tấn thì sẽ có trong bài Lão Hổ ha. Hổ tấn thì chúng ta đứng giống trung bình tấn nè, đứng giống âm dương tấn đứng giống âm dương tấn, và chúng ta sẽ đẩy đầu gối lên đó, đẩy đầu gối lên đây đó mới không. Đang đứng hổ tấn, chúng ta sẽ bỏ chân ra đằng sau, mắt nhìn về phía trước làm lại nha. Đang đứng hổ tấn, bước chân ra đằng sau, chân nằm ngang, chân sau nhón, gọi là xà tấn nghịch. Nếu chúng ta bỏ ra phía trước vậy á là xà tấn, nhưng bây giờ chúng ta sẽ bỏ ra đằng sau, chân nhón, gọi là xà tấn nghịch đó. Ok, đã tới đây là cũng là gần hết cái bộ tấn rồi. Một bộ tấn cuối cùng và rất là ít khi gặp trong võ cổ truyền Nam. Thậm chí đến thời điểm bây giờ mình vẫn chưa thấy cái bài quyền nào nó có động tác này. Đó là động tác ngọa tấn ha. Chúng ta đang đứng xà tấn nghịch thì xoay đằng sau, nằm xuống, tay để, chân đưa, chân đá lên ngọa tấn. Mình sẽ nằm lại đây rồi. Đây, chúng ta sẽ co chân này ha, co chân này, tay nằm xuống và đưa chân lên, mắt nhìn theo chân là ngọa tấn. Sau đó chúng ta đứng lên lập tấn. Và đó là tất cả những cái bộ tấn trong võ cổ truyền Việt Nam hiện tại, tính tới thời điểm hiện tại mà mình biết thì các bạn cứ tập luyện và nếu mà có gì thắc mắc thì mình cứ comment dưới phần comment nha. Cái động tác ngọa tấn này là rất ít khi mà mình thấy trong các bài quyền của võ cổ truyền Việt Nam, và mình thì hay gọi đó là tư thế trái đó mà ha, trái đó. Các bạn đọc ngược lại là được ha. Rồi ok, thì đó là tất cả những động tác mình giới thiệu cho các bạn, đến những động tác về tấn pháp của võ cổ truyền Việt Nam. Thì các bạn cứ tập luyện theo thứ tự ha. Thì mình đã làm được 4 video, tới thời điểm bây giờ là 4 đến 5 hoặc 5 video gì rồi. Thì các bạn cứ tập theo thứ tự. Mình sẽ lên video tầm vào những ngày 3, 5, 7 hàng tuần. Hiện tại thì kênh mình bây giờ đang rất là ít video, cho nên là mình sẽ up liên tục để cho các bạn có thể tập luyện không có bị đứt quãng. Nhưng mà khi được tầm 5 đến 10 bài thì mình sẽ đăng vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và lúc 5:30 chiều nha các bạn, để cho các bạn tập luyện nha. Và nếu các bạn thấy nội dung hay và bổ ích thì các bạn hãy chia sẻ và đăng ký giúp mình được 10.000 sub trong năm nay nha. Cảm ơn các bạn, bye bye và hẹn gặp lại ở những video sau.